Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm. Bằng bước cầu thang là coi như phải bước hai chân một bậc, nhắc lên xong tiếp, nhắc lên như này xong tiếp. À, tức là cái chân không có thể bước như thế này được. À, tức là phải nhấc như thế nào? Đây, bước một, đây từng bước một. Đây, bước lên cầu thang nhá. À. Cái chân đằng sau bước cái tiếp rồi bắt đầu bước chân này lên. Rồi. Thế nhưng mà không có thể bước như thế này như người bình thường. Thế nhưng mà bây giờ tôi làm xong thì bước bình thường này. Mà bây giờ vấn đề là học như thế nào và bao nhiêu lâu? Đã học chưa? Chúng ta là chưa học tí nào đấy nhá. Chưa học gì mà đến nhìn làm thôi mà đã về làm được cho bà xã có nói gì không ạ? Rồi quá sung sướng, hôm nay đi tập thể dục bình thường. Rồi, chúc mừng bác. Vậy là những cái kỹ thuật này nó rất là đơn giản. Về mình cứ làm tới làm lui một kỹ thuật đơn giản như vậy thôi nha. Làm một lần. Xong bắt đầu cho thử nó ra luôn. Ok, tốt rồi. Mình xuôi chân ra. Đúng rồi. Mà mình vuốt từ phía, mình dùng cả hai bàn tay, mình vuốt từ phía ống đồng về phía đầu gối, vuốt từ phía ống đồng về phía đầu gối và đi qua đầu gối. Đúng rồi đó, chính xác. Vuốt, đúng rồi. Đúng rồi. Vuốt từ ống đồng về phía đầu gối và đi qua đầu gối luôn. Đi qua cả đầu gối luôn. Đúng rồi đó. Vừa rồi những cái chứng đau khớp gối thông thường của những người lớn tuổi, tức là bị những người lớn tuổi thường bị tắc cái mao mạch, hoặc là bị hẹp, hoặc là bị tắc cái tĩnh mạch, hoặc là bị hẹp cái mao mạch, tắc mao mạch, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái chuyện là gì? Máu không tới nuôi được tế bào, do đó mà sẽ bị tổn thương, những cái tổn thương ở đầu gối khiến chúng ta đau. Cái gối tổn thương mà nó ít ấy, thì chúng ta còn nhẹ nhàng, nhưng mà nếu mà theo năm tháng mà nó tích lũy nhiều lên thì chúng ta sẽ đau rất là nhiều. Và có trường hợp nặng như chị ở đây thì là bị vôi hóa hết rồi, tức là vôi nó đóng chặn ở đầu gối, nó gây tắc mạch máu, thì lúc này cái chuyện mà tác động thông thường là không có tới, không cách gì tới được cả. Chúng ta phải có kỹ thuật sâu hơn. Lát ở đây thì mọi người về thì sẽ có cái thứ nhất là cái hướng dẫn, cái tờ hướng dẫn này đầy đủ. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.